Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em giải đề thi quận 1 năm học 2019-2020 lớp 8. Thì ở video này thì cô sẽ hướng dẫn cho các em 5 câu đầu là câu 1, 2, 3, 4, 5 là những câu về đại số. Ở video tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các em câu cuối cùng là câu hình học. Các em có thể download file đề thi và hướng dẫn ở trên trang star education.net. Giờ cô sẽ tiến hành sửa. Bài đầu tiên. Bài 1. Đề cơ chúng ta là thực hiện các phép tính và rút gọn. Thì chúng ta chỉ cần nhân đa thức với đa thức hoặc là khai khai triển hàm đẳng thức là, rồi sau đó rút gọn là xong. Bây giờ cô sẽ tiến hành nhân đa thức với đa thức. Ở đây cô sẽ nhân x nhân x là x bình. X nhân 3 là cộng 3x. Trừ 2 nhân x là trừ 2x. Trừ 2 nhân 3 là trừ 6. Ở đây là hàm đẳng thức A cộng B tất cả bình. Thì sẽ ra bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Rồi. Cộng x bình cộng 2x cộng 1. Bây giờ cô sẽ rút gọn. X bình cộng x bình là 2x bình. 3x trừ 2x cộng 2x là còn cộng 3x. Trừ 6 cộng 1 là trừ 5. Xong. Câu B. 2 phần x cộng 3 cộng 3 phần x trừ 3 cộng 4x trừ 30 phần x bình trừ 9 với điều kiện là x khác cộng trừ 3. Rồi, giờ cô sẽ rút gọn. Ở đây, bước đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm mẫu số chung. Các bạn để ý đây nè, x bình trừ 9 thì nó sẽ bằng x trừ 3 nhân cho x cộng 3. Đây là hàm đẳng thức a trừ b, a bình trừ b bình bằng a trừ b nhân cho a cộng b. Và x trừ 3 thì ở đây có, x cộng 3 ở đây cũng có. Vậy là mẫu số chung chúng ta sẽ là x trừ 3 nhân cho x cộng 3. Rồi. X trừ 3 nhân x cộng 3. X chia 3 nhân x cộng 3 chia cho x cộng 3 thì sẽ còn x chia 3 nhân với 2 là 2 nhân cho x chia 3. Rồi ở đây x chia 3 nhân cho x cộng 3. X chia 3 nhân cho x cộng 3 chia cho x chia 3 sẽ còn x cộng 3 nhân cho số 3 ở tử nó sẽ còn là 3 nhân cho x cộng 3. Rồi ở đây chúng ta sẽ giữ nguyên. Bốn x trừ 30. Rồi. Vậy chúng ta sẽ gộp lại. Mẫu số chung thôi. X trừ 3 nhân cho x cộng 3. Chúng ta sẽ tiến hành rút gọn cái tử. 2 nhân cho x trừ 3 là sẽ tính ra được là 2x trừ 6. Rồi. 2x trừ 6. Ở đây cô nhân vô. 3x. Cộng 3 nhân 3 là cộng 9. Rồi. Cộng 4x trừ 30. Rồi, cô sẽ tiến hành rút gọn ở cái tử x chia 3 nhân x chia 3 giữ nguyên 2x cộng 3x cộng 4x là 9x trừ 6 cộng 9 trừ 30 sẽ được là trừ 27. Rồi, các bạn để ý là ở tử chúng ta có nhân tử chung là 9 thì chúng ta sẽ đặt nhân tử chung là 9 ra. 9 thì trong mặt sẽ còn là x trừ 27 chia 9 là trừ 3. Nhân cho mẫu số là x trừ 3 nhân cho x cộng 3. Rồi x trừ 3 với x trừ 3 giống nhau, ta rút gọn luôn. Ta sẽ còn 9 phần x cộng 3. Xong. Bây giờ cô sẽ tiến hành sửa bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Rồi. Thì chúng ta chỉ việc đặt nhân tử chung hoặc là dùng hàm đẳng thức là xong. Đầu tiên chúng ta thấy nè, câu A 3x bình trừ 12y bình. Đây chúng ta có nhân tử chung là số 3, rồi sẽ đặt số 3 ra trước. Trong ngoặc sẽ còn x bình trừ 12y bình chia cho 3 là còn trừ 4y bình. Để các bạn để ý là 4y bình thì nó bằng là 2y tất cả bình. Thì chúng ta sẽ có hàm đẳng thức gì? Hàm đẳng thức A bình trừ B bình.
sẽ bằng a trừ b nhân cho a cộng b. Vậy là 3 nhân cho x bình trừ này mặt vuông 2y tất cả bình. Rồi áp dụng hình thức vào. 3 nhân cho x trừ 2y nhân cho x cộng 2y là xong. Câu b. X bình trừ y bình trừ 4x cộng 4. Ở đây chúng ta thấy nè, x bình với trừ 4x với cộng 4, nó sẽ tính ra được là gì? Là hàm lượng thức gì? X trừ 2 tất cả bình. Y bình chúng ta chuyển ra đằng sau. Rồi, chúng ta sẽ suy ra được là hàm lượng thức x trừ 2 tất cả bình trừ y bình. Rồi đây là hàm lượng thức gì? A bình trừ B bình giống ở trên. Nó sẽ bằng A trừ B nhân cho A cộng B. Bằng x trừ 2 trừ y, A trừ B. X trừ 2 cộng y là xong. Xem bài 3, tìm x. 3x nhân cho x trừ 2 trừ x nhân cho 3x trừ 1. Ở đây chúng ta không có thấy nhân tử chung là gì hết nên chúng ta cứ khai triển ra. 3x nhân cho x là 3x bình. 3x nhân trừ 2 là trừ 6x. Trừ x nhân 3x là trừ 3x bình. Trừ x nhân cho trừ 1. Các bạn nhớ lưu ý dấu nha. Trừ x nhân cho trừ 1 là cộng x thì sẽ bằng 10. Rồi. Rút gọn 3x bình trừ 3x bình mất. Trừ 6x cộng x là trừ 5x sẽ bằng 10. Thì tương đương x sẽ bằng 10 chia cho trừ 5. 10 chia cho trừ 5 thì sẽ bằng trừ 2. Rồi. Xong. 7x bằng trừ 2. Xem bài 4. Diện tích hình chữ nhật ABCD tính theo x được cho bởi công thức S bằng x 6x bình cộng 5x trừ 4 như hình vẽ dưới đây. Rồi, diện tích của cái hình chữ nhật này là này. Tính chiều rộng của hình chữ nhật theo x khi biết chiều dài bằng 3x cộng 4. Giờ người ta cho mình diện tích rồi. Người ta cho mình chiều dài luôn. Người ta kêu mình tính chiều rộng. Rồi, diện tích là diện tích hình chữ nhật á. Chữ nhật S thì nó sẽ bằng chiều dài nhân cái chiều rộng. Chúng ta đã có S là gì? Là 6x bình cộng 5x trừ 4 rồi. Chiều dài thì đề cho là 3x cộng 4. Chiều rộng chưa có. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tính chiều rộng bằng cách lấy 6x bình cộng 5x trừ 4 chia cho 3x cộng 4 là chiều dài là xong. Cô sẽ giải là chiều rộng của hình chữ nhật là hai chấm sáu x bình cộng năm x trừ bốn chia cho chiều dài là ba x cộng bốn. Cô sẽ vẽ ra cô chia 6x bình cộng 5x trừ 4 chia cho 3x cộng 4. Rồi. 6x bình chia cho 3x thì sẽ còn là 2x. Rồi nhân lên 2x nhân cho 3x là 6x bình. 2x nhân cho 4 là cộng 8x. Rồi tương sẽ lấy trên trừ dưới trừ. 6x bình trừ 6x bình là mất. 5x trừ 8x là còn trừ 3x. Hạ số trừ 4 xuống. Rồi chúng ta sẽ chia tiếp. Trừ 3x chia cho 3x là sẽ được trừ 1. Nhân lên. Trừ 1 nhân 3x trừ là trừ 3x. Trừ 1 nhân cho 4 là trừ 4. Chúng ta trừ. Trên cho dưới là sẽ bằng 0 rồi hết. Như vậy là 6x bình cộng 5x trừ 4 chia cho 3x cộng 4 sẽ bằng 2x trừ 1. Kết luận. Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là của hình chữ nhật tính theo x là
2 x trừ 1. Xong. Rồi, cô sẽ sửa bài 5. Bài 5, hai bạn An và Bình ra công viên chơi bập bênh, biết chiều cao của trụ bập bênh là 50 cm, là đoạn MN là 50 cm đây. MN. Khoảng cách của An cách mặt đất 4 lần khoảng cách của Bình. Cách mặt đất, khoảng cách của An. Cách mặt đất 4 lần khoảng cách của Bình, cách mặt đất của bạn. Mỗi bạn cách mặt đất bao nhiêu? Đây là bạn An rồi. Ngang Bình nè. Tại vì người ta kêu là bạn ngang cách mặt đất 4 lần khoảng cách của Bình, nghĩa là cái khoảng cách của bạn ngang nó dài hơn khoảng cách của bạn Bình. Đây, nghĩa là đoạn này ngắn, đoạn này dài, nghĩa là bạn ngang ngồi chỗ này, bạn Bình ngồi chỗ này. Hoặc là bạn cách mặt đất bao nhiêu, vậy chúng ta sẽ tính đoạn AB là của bạn An, CD là của bạn Bình. Và theo đề ta đã có gì nhỉ? Theo đề ta có khoảng cách của An cách mặt đất 4 lần khoảng cách của Bình, nghĩa là AB sẽ bằng 4 lần CD. Rồi, AB bằng 4 lần CD. Bài này chúng ta có M là trung điểm của CA đề đã cho, N là trung điểm của BD đề cũng đã cho. Chúng ta sẽ áp dụng định lý đường trung bình trong hình thang. Đây. Chúng ta sẽ biết được là MN sẽ bằng AB cộng 1 phần 2 AB cộng CD chia. Xét hình thang. ABDC ta có. M là trung điểm AC. N là trung điểm BD. Vậy suy ra MN là đường trung bình của hình thang ABCD. Chữ đường trung bình cô ghi tắt của hình thang ABDC. Vậy suy ra đường trung bình sẽ bằng 1 phần 2 đáy lớn cộng đáy bé. MN bằng 1 phần 2 AB cộng CD. Và MN để cho 50. Từ đó chúng ta sẽ tính được là AB cộng CD sẽ bằng 50 nhân cho 2 là 100. Mà ta lại có là AB bằng 4 CD. Cô sẽ thế AB bằng 4 CD bằng 4 CD cộng CD bằng 100. Dễ dàng tính ra được là CD sẽ bằng 100 chia trên 5 bằng 20 cm. Và AB bằng 4 CD. Suy ra AB bằng 4 CD. 4 nhân CD bằng 4 nhân 20 là bằng 80 cm. Rồi. Xong. Tôi sẽ kết luận là vậy bạn An cách mặt đất 80 cm. Bạn Bình cách mặt đất 20 cm. Vậy là cô đã sửa xong 5 câu đầu của đề thi. Ở video tiếp theo thì cô sẽ sửa nốt bài hình học cuối cùng, là chúng ta sẽ sửa xong đề thi học kỳ